6 loại quả sấy khô là đơn thuốc trường thọ, cực rẻ tiền, ăn mỗi ngày, nội tạng sẽ được bảo tồn, làn da sẽ rạng rỡ hơn để sống thọ và trẻ lâu. Khi gặp vấn đề về sức khỏe, chúng ta thường tìm đến thuốc, nhưng thuốc không phải là giải pháp lâu dài mà chỉ là cách giải quyết tạm thời để điều trị triệu chứng. Muốn nội tạng khỏe dài lâu và nuôi dưỡng tuổi thọ, chúng ta cần hình thành những thói quen ăn uống dài lâu để chăm sóc cơ thể từ sâu bên trong. Các loại quả sấy khô vừa là món ăn vặt lành mạnh, lại là những loại thuốc vạn năng hoàn toàn miễn phí để bảo dưỡng nội tạng và kéo dài tuổi thọ. Và bạn có biết 6 loại quả đó là gì hay không? Sau đây hãy cùng biết tuốt điểm qua. 6 loại quả sấy khô là đơn thuốc trường thọ và bảo vệ nội tạng. Đầu tiên là hạt dẻ, khỏe lá lách và dạ dày để sống thọ hơn. Hạt dẻ luôn được mệnh danh là vua của các loại trái cây sấy khô. Hạt dẻ rất giàu chất đạm, chất béo, vitamin B, rất hữu ích cho việc bồi bổ lá lách và dạ dày. Những người còn lá lách và dạ dày kém, tăng cường ăn hạt dẻ sẽ cải thiện được triệu chứng chướng bụng, khó tiêu, tiêu hóa kém và hấp thụ kém. Ngoài ra, hạt dẻ rất giàu vitamin C và axit béo không bão hòa. Hạt dẻ có tác dụng phòng ngừa và điều trị loãng xương, đau thắt lưng và đầu gối, đau cơ và xương, phòng ngừa và điều trị tăng huyết áp, bệnh tim mạch vành và xơ cứng động mạch. Dùng để chăm sóc sức khỏe là sản phẩm giúp chống lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Thứ hai, quả óc chó, bổ não để trường thọ. Quả óc chó rất giàu axit linoleic DHA. Những chất này không chỉ là dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của các chức năng não bộ và thị giác mà còn có thể giúp lọc máu, giảm cholesterol trong máu, bảo vệ tim mạch và mạch máu não. Quả óc chó cũng chứa nguyên tố vi lượng như kẽm và mangan. Trong khi đó, kẽm và mangan lại là thành phần quan trọng của tuyến yên. Thường xuyên ăn quả óc chó có thể tăng cường trí não và cải thiện trí thông minh. Đặc biệt trẻ em và thanh thiếu niên đang lớn càng nên ăn một vài quả óc chó mỗi ngày để bổ não. Ngoài ra, quả óc chó rất giàu vitamin E, có thể giúp tế bào tránh được tác hại của các gốc tự do, làm mềm phân và chống táo bón. Thứ ba là hạt điều, khỏe tim mạch và mạch máu não. Hạt điều cũng là một trong những loại trái cây sấy khô được khá nhiều người ưa chuộng. Hạt điều có tác dụng tuyệt vời trong việc loại bỏ các gốc tự do, chống bức xạ, ngăn ngừa các bệnh tim mạch và mạch máu não, làm chậm quá trình lão hóa, nâng cao khả năng miễn dịch. Ngoài ra, hạt điều còn chứa hai loại chất béo tốt cho não bộ là axit béo không bão hòa đa và axit béo không bão hòa đơn. Hai chất này có thể thúc đẩy quá trình lưu thông oxy trong não và giúp cải thiện trí nhớ. Hạt điều cũng rất giàu chất ức chế protease, là chất tiêu diệt các tế bào ung thư và có tác dụng chống ung thư tốt. Thứ tư chính là hạnh nhân, giúp bảo vệ trái tim. Nghiên cứu cho thấy có tới 70% axit béo không bão hòa trong hạnh nhân có thể giúp giảm mức cholesterol xấu. Do đó ăn hạnh nhân mỗi ngày là cách hiệu quả để giảm nguy cơ đau tim. Ngoài ra hạnh nhân cũng rất giàu kẽm. Kẽm không chỉ cần thiết cho quá trình tổng hợp nội tiết tố nam mà còn bảo vệ tuyến tiền liệt. Điều quan trọng nhất là hàm lượng vitamin E trong hạnh nhân cũng rất phong phú. Vitamin E không chỉ có tác dụng dưỡng ẩm, chống lão hóa mà còn có thể loại bỏ các gốc tự do, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Thứ năm chính là hạt dẻ cười, giúp chống lão hóa, làm đẹp da để trẻ lâu hơn. Hạt dẻ cười là món ăn vặt thích hợp nhất cho phụ nữ. Hạt dẻ cười có chứa một chất gọi là selen, có thể giúp giảm viêm da. Tinh dầu có trong hạt dẻ cười có thể dưỡng ẩm cho da và điều tiết bã nhờn. Được mệnh danh là thuốc quý của làn da, hạt dẻ cười cũng là một kho chứa các chất chống oxy hóa như lutein và vitamin E, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do oxy hóa. Vitamin E cũng giúp da sáng và trắng hơn, do đó những chị em yêu thích làm đẹp có thể bổ sung một ít hạt dẻ cười mỗi ngày. Và cuối cùng là số 6, chính là lạc, giúp cải thiện tâm trạng để sống thọ hơn. Lạc có chứa một chất gọi là tryptophan, đây là chất cần thiết cho quá trình tổng hợp serotonin, có ảnh hưởng lớn đến việc điều hòa cảm xúc. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thiếu chất này trong các tế bào thần kinh sẽ làm tăng khả năng bị trầm cảm. Vì vậy, khi cảm thấy chán nản, bạn cũng có thể ăn nhiều lạc hơn. Những loại quả nên ăn cả hạt, dinh dưỡng gấp đôi là chữa được cả bệnh, bỏ đi phí cả kho thuốc bổ. Trong khi ăn trái cây, có những lúc người ta ăn trái cây có hạt thì thường bỏ hạt đi. Tuy nhiên, với một số loại hoa quả, thật là lãng phí nếu bạn vứt bỏ hạt, vì chúng thực sự chứa nguồn dinh dưỡng rất lớn, tốt cho sức khỏe. Vậy, những loại hạt nào nên tận dụng được? Hãy cùng tham khảo các loại quả nên ăn cả hạt
mà hầu hết mọi người đều vứt bỏ đi nhé. Đầu tiên là hạt mít. Hạt mít chắc nhiều người ăn rồi đúng không ạ? Nó chứa nhiều protein, vitamin, chất xơ và các hợp chất chống vi trùng, ngăn ngừa nhiễm vi khuẩn. Hạt mít hỗ trợ điều trị chứng khó tiêu. Hạt mít cũng chứa một lượng lớn chất xơ, ngăn ngừa loét dạ dày. Lượng vitamin A dồi dào có trong hạt mít giúp đôi mắt sáng khỏe. Còn bột hạt mít rang khô thay thế cho bột trắng để nướng bánh. Hạt mít còn có chứa nhiều mangan nên chúng còn giúp kiểm soát lượng đường trong máu ổn định, đảm bảo tuần hoàn máu, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch. Thứ hai là hạt nho. Nhiều người ăn nho hay bỏ hạt đi, nhưng các mẹ nên ăn ạ, vì nó có chứa hợp chất proanthocyanin, chất chống oxy hóa mạnh, ngăn ngừa các vấn đề về da như viêm mụn, nếp nhăn, bệnh vẩy nến, bảo vệ tim mạch, thị lực và ngăn ngừa hen suyễn. Các chiết xuất từ hạt nho cũng bảo vệ sức khỏe khỏi ảnh hưởng của tia UV như giảm tỷ lệ mắc khối u, kích thước khối u và ngăn cản sự chuyển đổi của tia UVB gây ung thư ác tính. Thứ ba là hạt me. Có thể rang, nướng, ngâm, luộc hoặc chiên để ăn. Ngoài ra, hạt me còn có thể nghiền nhuyễn thành bột để dùng trong các món bánh, súp. Loại hạt này chứa nhiều phốt pho, magie, vitamin C, kali, canxi và các axit amin quan trọng khác. Quan trọng nhất, các chất có trong hạt me, đặc biệt như axit hyaluronic, giúp da dưỡng ẩm và làm mờ các nếp nhăn hiệu quả. Thứ tư là hạt vải. Hạt vải còn được xem như một loại thảo dược trị được rất nhiều bệnh. Ví dụ, có thể sấy khô hạt vải rồi xay nhuyễn, pha mỗi lần khoảng 10g với nước ấm rồi uống để phòng biến chứng bệnh tiểu đường loại 2. Thứ năm là hạt dưa hấu. Hạt dưa hấu chứa đầy vitamin C và các chất chống oxy hóa, được sử dụng chủ yếu để điều trị mụn trứng cá và giúp làn da đẹp hơn. Các mẹ có thể rang hạt dưa hấu với một ít dầu ô liu và một chút muối, hoặc đơn giản là ăn dưa hấu thì nên ăn cả hạt vì chúng rất dễ tiêu hóa. Thứ bảy là hạt đu đủ. Nhiều người còn nghĩ rằng ăn hạt đu đủ sẽ bị ngộ độc, nhưng sau khi tìm hiểu hóa ra thì không phải. Hạt đu đủ rất giàu enzyme được gọi là papain, giúp tăng cường khả năng tiêu hóa. Các mẹ có thể ăn luôn hạt đu đủ khi ăn loại quả này, hoặc để dành lại, hoặc sử dụng chúng như một loại gia vị cho món salad. Thứ 8 là hạt lựu. Hạt lựu là một liều thuốc tốt cho sức khỏe và có thể giúp giảm cân. Nhiều người thường cố gắng bỏ hạt khi ăn lựu. Thói quen này không chỉ gây phiền phức mà còn làm lãng phí chất dinh dưỡng. Các polyphenol và flavonoid có trong hạt lựu có thể giúp da chống lại tác hại của các gốc tự do, ngăn ngừa sự hình thành sớm của các nếp nhăn và làm mờ các vết đồi mồi. Dầu hạt lựu có khả năng ngăn ngừa sự hình thành của các tế bào ung thư da nhờ khả năng chữa lành các tổn thương trên da. Ngoài ra, hạt lựu còn có chứa axit citric, glucosa, fructosa, maltosa. Nhờ đó, bổ sung loại quả nên ăn cả hạt này có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và tăng cường sức đề kháng. Thứ 9 là hạt bơ. Hạt của quả bơ cũng rất bổ, chẳng khác nào phần thịt bơ. Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng hạt bơ dù được sử dụng rất ít nhưng lại cực kỳ có lợi cho sức khỏe của tim và mạch máu. Hãy rửa sạch hạt, để khô và cho vào máy xay sinh tố, xay mịn thành bột. Sau đó có thể sử dụng cho những món đồ uống yêu thích như sinh tố hay trà. Thứ 10 là hạt cam chanh. Hạt cam chanh có chứa axit palmitic, oleic, linoleic và chứa pepolimonin đắng, là vị thuốc có tác dụng trị ho rất tốt. Các tài liệu thảo dược nói rằng hạt cam chanh có tính sát trùng rất cao, đặc biệt là trong việc điều trị các bệnh về nấm da. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo bạn nên dùng hạt cam chanh để ăn hoặc uống hàng ngày để đối phó với các loại ký sinh trùng nguy hiểm trong cơ thể. Và cuối cùng là hạt chanh dây. Nhiều người uống nước chanh dây thường lọc bỏ hạt, nhưng trong hạt chanh dây rất giàu magie, có thể giúp mọi người kiểm soát mức độ lo lắng, cải thiện tâm trạng. Các mẹ có thể ăn luôn hạt khi ăn chanh dây, hoặc ép chanh dây còn nguyên hạt để uống.